Mới đây, mạng xã hội đã dần dần chia sẻ đoạn clip người chồng khóc lóc trong ân hận chỉ vì quá chén khiến cho vợ mình phải cấp cứu sau tai nạn giao thông. Câu chuyện xúc động trên xảy ra trên chuyến xe cấp cứu tình nghĩa của đội thiện nguyện Phan Điền di chuyển từ hướng Phước Thái tới bệnh viện Long Thành, Đồng Nai. Theo đó, do uống quá chén nên hai vợ chồng gặp tai nạn giao thông khiến cho người vợ bị thương nặng. Khi chị được đưa lên xe cấp cứu, anh chồng với tấm áo trắng đã nhuốm rất nhiều máu đỏ, cúi người ghé xuống vợ nói với giọng khẩn thiết: "Em nín đi đừng khóc nữa, anh hứa không có nhậu nữa, anh sai, anh sợ lắm rồi, anh không có nhậu nữa, anh sẽ chở em về quê, hai vợ chồng mình về quê sống, em ráng lên nha, em ráng sống với anh nha." Đoạn clip vừa được chia sẻ thì đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá, là lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ vì mê nhậu nhẹt mà khiến cho người thân của mình đứng trước làn danh sinh tử. Trong khi đó, cũng có rất nhiều người lên án việc ăn nhậu của người chồng khiến cho người vợ gặp tai nạn. Chỉ khi gần mất đi thứ quan trọng rồi thì người ta mới tỉnh ngộ, nhận ra lỗi lầm. Qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra vào tối ngày 24 tháng 7, đôi vợ chồng chạy xe máy tự té ngã ở khu vực khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai. Sau đó, nhóm thiện nguyện nghĩa tình bằng hữu Phan Điền đã hỗ trợ xe cứu thương đưa vợ chồng nạn nhân vào bệnh viện. Theo thành viên của nhóm nghĩa tình bằng hữu Phan Điền, đôi vợ chồng trên ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành sơ cứu, người nhà đã xin chuyển nạn nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hy vọng rằng thông tin trên thì cũng sẽ thức tỉnh cho những ai còn có ý định sẽ sử dụng phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé.